với ba. Hôm qua ông với mấy anh nó đi thăm Nút ở trên Mỹ Thành Đông á. Anh Nút làm sao rồi, khỏe không? Nghe bà hỏi thăm anh Nút tôi cũng hơi bị buồn, vì anh Nút trong một thời gian chiến tranh đã qua, thời gian chiến tranh đã qua nhưng vết thương anh ấy vẫn còn. Hôm nay tuổi đã cao lại sức yếu, đó là một nỗi buồn rất lớn lao cho những người chiến sĩ đi ngày xưa. Nhưng mà được cái niềm vui duy nhất, đảng quỹ và nhân dân của Mỹ Thạnh Đông, bà biết không, ngày nay hết sức là thay da đổi thịt, đường xá ngày nay được khang trang, bê tông quá, nhựa quá nông thôn. Còn một tin vui rất đáng mừng nữa là Bình Hòa Nam năm nay là cũng một năm là công nhận một xã văn hóa đó bà. Nhưng mà tôi nói riêng không phải Mỹ Thạnh Đông hay Bình Hòa Nam, mà tôi nói Đức Huệ ngày nay hết sức là thay da đổi thịt đó bà. Nghe ông nói mà tôi nhớ lại á, năm xưa nơi đây dùng đất bát màu, ông cha cực khổ chăm bề dưới sự đàn áp của ngoại bang. Một hôm quân dân Đức Huệ siết chặt vòng tay cùng nhau đứng dậy, đánh đuổi kẻ thù và bọn tay sai. Ngày 10 tháng 12 năm 1945, xứ Quỷ Lâm thời miền Nam quyết định mở ra hội nghị. Vấn đề chiến lược ở miền Đông Nam Bộ rồi lập ra khu bài, tại ấp ba xã Bình Hòa Nam. Ngày 30 tháng 4 năm 1900
lòng.